Giống như những lần thăm Trung Đông trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tập trung vào việc mở rộng viện trợ nhân đạo cho Gaza, thúc ép Israel giảm thiểu thương vong cho dân thường Palestine, thúc đẩy việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch quản lý Gaza thời hậu chiến. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của ông đã bị che mờ bởi hàng loạt diễn biến căng thẳng gần đây, trong đó có cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một thủ lĩnh Hamas thiệt mạng tại Liban và vụ tấn công khủng bố khiến 95 người thiệt mạng ở Iran hôm 3 tháng 1 lập trường của các bên đều trở nên cứng rắn hơn. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah hồi giữa tuần này tuyên bố một cuộc chiến rộng lớn hơn có thể là cần thiết. Trong thông báo về lần trở lại Trung Đông này của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thừa nhận chúng tôi không mong đợi một cuộc trò chuyện trong chuyến đi này sẽ dễ dàng, rõ ràng. Có những vấn đề khó khăn mà khu vực phải đối mặt và những lựa chọn khó khăn phía trước. Nhưng Ngoại trưởng Anthony Blinken tin rằng trách nhiệm của Mỹ là dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết những thách thức và đã sẵn sàng để thực hiện điều đó trong những ngày tới. Ngoại trưởng Anthony Blinken sẽ tới thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Jordani, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê út, Israel, bờ Tây và Ai cập. Ngoài những ưu tiên cụ thể dành cho Gaza và Israel, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng tìm kiếm sự hỗ trợ trong khu vực để xoa dịu tình hình. Ngay trước thềm chuyến thăm Trung Đông của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yolab Gallant đã phát họa tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự tại giải Gaza, cũng như tương lai của vùng lãnh thổ Palestine này sau khi chiến dịch kết thúc theo đó israel sẽ chuyển sang một cách tiếp cận mới hướng tới chiến dịch quân sự quy mô nhỏ hơn ở phía bắc gaza trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu với hamas ở phía nam gaza trong thời gian cần thiết liên quan tới tương lai giải gaza sau khi hamas bị tiêu diệt bộ trưởng quốc phòng israel cho biết nước này sẽ giữ quyền kiểm soát an ninh tại gaza trong khi một cơ quan palestine không xác định sẽ điều hành công việc quản lý hàng ngày mỹ và các nước khác sẽ giám sát việc tái thiết gaza Tuy nhiên, sự mơ hồ của nhiều điều khoản trong kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant khiến việc đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu của Mỹ trở nên khó khăn hơn.